chào quý khán giả đến với chương trình Kiến thức Dược thảo với bác sĩ Morita từ công ty Princess Lifestyle cũng như là chương trình Home Shopping của Leader Sài Gòn TV. Mọi thắc mắc hoặc muốn order thuốc, quý vị có thể gọi theo số điện thoại đang hiện ra trên màn hình. Phạm Khanh xin chào bác sĩ Morita, chào Lũng Minh Linh. Chào Phạm Khanh, chào cô Lũng Linh, xin kính chào quý khán giả. Xin kính chào quý vị, xin chào bác sĩ và chào anh Phạm Khanh. Hôm nay chúng ta sẽ nói về phụ nữ phải không? Phụ nữ sắc đẹp, tuổi trẻ và làm sao giữ được tuổi thanh xuân lâu bền. Mời bác sĩ ạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay tôi nói về cái những người phụ nữ mà thiếu cái chất estrogen, tức là kích thích tố nữ đó. Không phải là người lớn tuổi mới thiếu, nhưng mà cho một số người, người trẻ tuổi, ví dụ như 18, 20 bắt đầu có kinh nguyệt mà lại nó rất là ít, hoặc là nhiều khi nó skip 2-3 tháng mới có một lần. Lý do là tại vì cái tố nữ estrogen nó không có đầy đủ, nó không tiết ra đầy đủ do cái buồng trứng mình nó tiết ra. Bây giờ chúng ta phải cần uống thuốc để chia để nó có lại cái chất kích thích tố nữ estrogen cho những người trẻ tuổi, cho những người trung niên hoặc là những người lớn tuổi, ai cũng cần hết. Nhưng mà thường thường đa số quý vị mà trẻ tuổi thì cũng rất là cần, nhưng mà ít, hoặc là một số người lấy cái dạ con ra rồi đó, hoặc là lấy cái buồng trứng ra rồi đó thì nó cũng không còn tiết ra được cái chất estrogen nữa, nên phải cần thuốc thôi quý vị. Nên ngày hôm nay tôi nói về cái thuốc tiếp Tiphalin dưỡng sinh hoàn mỹ của công ty Princess Lifestyle do tôi điều chế, cả hai loại xịt bằng nước xịt ở dưới da lưỡi của quý vị, còn một loại là bằng viên quý vị uống vô, giống như thể là những loại thuốc dược thảo khác. Thì nếu mà ai tiền cái nào thì sẽ dùng cái loại thuốc đó thôi quý vị. Đây là thuốc Tiphalin dưỡng sinh hoàn mỹ do bác sĩ Morita đã bào chế cho công ty dược thảo Princess Lifestyle. Thưa quý vị, đây là cái dạng thuốc, thứ nhất là dạng thuốc nước như bác sĩ đã vừa nói. Dạng thuốc nước thì mang số 21 và dạng thuốc viên thì mang số 50, tùy theo cái khẩu vị của quý vị sử dụng như thế nào. Thưa bác sĩ, lời khuyên của bác sĩ là cái nào nó bác sĩ thấy nó tiện lợi hơn à? Tôi thấy đó cái loại nước nó tiện lợi hơn cô Lũng Linh, tại vì thứ nhất là cái chai nó nhỏ, mình mang đi đâu cũng được hết á, mà quý vị uống không có cần nước, quý vị xịt dưới da lưỡi của mình thì trong vòng một vài phút nó ngấm vô da lưỡi của mình rồi, thì sau đó quý vị có thể uống nước và có thể không uống nước cũng được nữa, mà mùi vị rất là thơm, với lại nó làm cho quý vị không bị khó chịu. Thứ hai nữa là một số người đó là hồi nào giờ là không uống, không bây giờ xịt ở dưới da lưỡi của mình, thì quý vị có thể uống bằng nước, uống vô một ngày 4 viên, tức là sáng 2 viên, chiều 2 viên. Tôi điều chế hai loại, quý vị mình thấy thuận tiện cái loại nào là dùng loại đó thôi cũng Linh. Nhưng mà cái loại viên thì nó không có thuận tiện bằng cái loại nước, tại nước mình bất cứ lúc nào sáng trưa chiều tối quý vị chỉ cong cái da lưỡi mình lên mình xịt sáng một lần, chiều một lần là đủ rồi. Còn cái loại uống thì nhiều khi mình phải mang theo, hoặc là mình ở nhà thì không sao, nhưng mang theo nhiều khi cái chai nó bự, cái gì phải bỏ vô cái gì nhỏ. Còn cái chai thuốc Tiphalin mà bằng nước thì bằng lớn hơn tay cái chút xíu thôi, quý vị có thể mang vào ví và bóp, hoặc là đi bất cứ đâu cũng rất là tiện, thưa quý vị, thưa cô Linh. Dạ, như vậy thì với cái thuốc Tiphalin dưỡng sinh hoàn mỹ này, tất cả những cái chức năng của nó làm việc có thể nói là nó khác với những cái loại hormone khác ở bên ngoài. Như là bác sĩ vừa nói là tới một cái tuổi nào đó bác sĩ gia đình sẽ cho cái thuốc như là Primrose, phải không bác sĩ? Những cái loại để nó giúp cho nó trợ giúp cho cái hormone của phụ nữ được hoạt động điều hòa. Nhưng mà những cái loại như Primrose là những cái loại hormone được đưa vào trong cơ thể của chúng ta. Còn cái thuốc Tiphalin dưỡng sinh hoàn mỹ này thì nó lại kích thích cơ thể của chúng ta tự tạo ra cái chất estrogen, tức là cái chất điều hòa, tức là cái nội tiết tố của phụ nữ. Thì như vậy chúng ta sẽ không sợ là bị những cái side effect. Khi mà cơ thể tự tạo ra cái chất estrogen cho chính mình thì là chúng ta sẽ có được cái tuổi trẻ, có được cái sức khỏe, và đặc biệt là những cái vấn đề như là làn da, mái tóc hay là móng tay nó cũng sẽ đều được mượt mà, và chúng ta sẽ không có bị tăng cân hay xuống cân bất thường. Và ngay cả trong cái trường hợp mà quý vị đã tắt kinh rồi thì để bảo vệ cái sức khỏe và cái tuổi thanh xuân thì chúng ta lại càng cần phải sử dụng thuốc Tiphalin dưỡng sinh hoàn mỹ. Còn nếu như các bạn trẻ, bạn gái nào mà sự phát triển của cơ thể nó không có được điều độ, chúng ta bị khô cằn, chúng ta bị nổi mụn, chúng ta không có được một cái sức phát triển như những người phụ nữ khác, hoặc là kinh nguyệt không có đều, thì chúng ta lại càng nên sử dụng cái thuốc này để nó hỗ trợ cho cái hormone ở trong cơ thể được hoạt động điều hòa. Như vậy chúng ta sẽ có được cái tuổi trẻ và cái sắc đẹp như là chúng ta mong muốn, thưa quý vị. Và đây là hai dạng Tiphalin, Tiphalin thuốc viên và thuốc Tiphalin thuốc nước, hai dạng tùy theo quý vị sử dụng như thế nào. Tiếp lời Mỹ Linh thì rõ ràng quý vị thấy là những cái loại dược thảo của công ty Princess Lifestyle đều làm từ dược thảo, kể cả cái loại thuốc Tiphalin dưỡng sinh hoàn mỹ này, nên là chúng ta có thể sử dụng lâu dài mà có thể hoàn toàn yên tâm vì không có lo những đề phản phụ. Quý vị muốn mua cái loại Tiphalin này để mà gửi về cho người thân ở Việt Nam thì chúng tôi cũng đang có cái chương trình promotion
sẽ gửi đến thuốc cho người thân của quý vị. Nếu mà quý vị mua 6 lọ thì quý vị sẽ được shipping, free shipping khắp nước Mỹ. Còn nếu gửi về Việt Nam thì với 2-3 pound thuốc bao gồm cả loại thuốc Tiflin này luôn thì giá chỉ khoảng chừng 20 đồng mà thôi. Và cái chi phí vận chuyển luôn cũng để thuế má, thuốc sẽ giao đến tận nhà cho người thân của quý vị rất là dễ dàng. Thì quý vị có thể liên lạc với số điện thoại đang hiện ra trên màn hình để biết thêm chi tiết và cũng như là hưởng thêm cái chương trình promotion mua 6 tặng 1. Riêng cái loại Tiflin này thì là promotion lại đặc biệt hơn nữa. Xin mời Lưu Mỹ Linh. Dạ, quý vị mua 2, quý vị được tặng 1. Những cái loại thuốc khác quý vị mua 6 tặng 1, nhưng mà riêng với thuốc Tiflin thì quý vị có thể mua 2 và được tặng 1. Thuốc nước thì mang số 21 và thuốc viên thì mang số 50. Dạ vâng, kính thưa quý vị, tôi tiếp lời của Lưu Mỹ Linh là cái thuốc nước đó thưa quý vị là mua 2 sẽ được tặng 1, còn cái thuốc viên thì vẫn mua 6 mới được tặng 1. Dạ, để nhiều khi lầm lẫn nó có lên thuốc, thuốc viên thì vẫn mua 6 tặng 1. Thuốc viên thì 6 tặng 1, còn thuốc viên, thuốc nước thì mua 2 tặng 1. Nhưng tiện xin bác sĩ Morita có thể cho biết rằng là những cái triệu chứng nào để cho thấy rằng phụ nữ có thể họ thiếu cái nội tiết tố estrogen ở trong cơ thể của mình rồi thưa bác sĩ? Thứ nhất là cái người phụ nữ da mặt nó khô cằn hoặc là không có tươi nhuận, hoặc là mình thấy mình nó có nhiều khi nổi mụn nám tàn nhang nó bắt đầu nó có trong cơ. Đó là người phụ nữ, còn những người phụ nữ lớn tuổi thì nó càng bị nhiều hơn. Tức là sau cái thời gian mà có thể là tiền mãn kinh là premenopause, hoặc là thời kỳ mà postmenopause là hết kinh, làm cho mình bị hot flash, nóng phừng mặt, rồi đổ mồ hôi bằng đêm, rồi nóng bức trong người, khó chịu, hay là làm cho mình cao có là cái cơ thể của chúng ta ngủ không được, rồi lên cân, hoặc là trong vấn đề sinh lý thì lại không có ham muốn gì nữa, tại vì nó thiếu cái chất kích thích tố nữ, tức là estrogen đó. Thì cái đó là cái triệu chứng chung của tất cả mọi người, nhưng mà cái người mà trong thời gian mà premenopause, thời kỳ mà tiền mãn kinh, người ta bị nhiều lắm trong cái, tức là đang bình thường nha, cái nóng cả người, nóng phừng mặt lên, rồi một ngày nằm 5-7 lần nha, có người thì 2-3 lần, có người thì 1 lần, nhưng mà sau đó thì nó trở lại bình thường, nhưng mà nhiều khi ngủ không được, ăn không được, rồi bực bội tức tối, giống như thể người ta nói chuyện mình cũng gây, muốn gây bất cứ ai được hết á, tại vì cái người của mình nó bị moody, nó bất bình thường thôi, nên cái triệu chứng mà tiền mãn kinh như vậy thường thường nó kéo dài bao nhiêu năm bác sĩ? Nếu mà nó kéo dài trong vòng có người thì 3 năm, có người thì 5 năm. Nhưng mà tức là nó kéo từ cái lúc mà người ta vẫn còn kinh nguyệt. Tức là đúng. Khi mà bắt đầu gần hết kinh nguyệt thì nó sẽ có những triệu chứng đó. Dạ thưa đúng. Rồi đến khi hết kinh nguyệt luôn thì là nó kéo dài trên khi hết kinh nguyệt luôn. Dạ đúng rồi, có nhiều thì trong vòng có một số người tôi hỏi thì chỉ có 1 năm hết. Có người 2 năm, người 3 năm, người 4 năm, người 5 năm. Rồi nó sẽ hết. Nhưng mà quý vị biết là lúc đó thời gian này đã thời gian làm cho quý vị bị nhăn da, bị già nua. Mình phải cần uống cái thuốc có cái chất estrogen vô, với lại uống calcium, uống thuốc bổ vô, chứ bằng không đó thì giống như thể mình bị bệnh mà bị bệnh như sắp chết vậy. Không luôn tới người đó, tôi bệnh quá, tôi xuống 10-20 pound là cũng vì do vấn đề mà sắp sửa hết kinh nguyệt, hoặc là đã hết kinh nguyệt rồi mà nó hành như vậy đó. Cái như bác sĩ nói đó là cái vấn đề sinh lý, vấn đề sinh lực rất là quan trọng. Nhiều khi những người mà rơi vào cái tình trạng như vậy, Phạm Anh đã thấy một vài người nói chung là mất đi cái sức sống, muốn kêu rủ làm cái gì cũng không làm, muốn làm gì cũng khó chịu hết, nhất là mất ngủ, rồi gây ra cái vấn đề cáu gắt, rồi bực bội vân vân. Thành thử ra là quý vị nên sử dụng cái loại thuốc dưỡng sinh hoàn mỹ Tiflin này để mà chúng ta có thể control được những cái triệu chứng như vậy. Thưa bác sĩ, khi mà mình uống như vậy thì những cái triệu chứng nó sẽ giảm đi, nó mất đi có khoảng thưa bác sĩ? Dạ, mất đi rất là nhiều thôi, có nhiều cái nó mất đi luôn nữa. Nhưng mà nên nhớ là quý vị phải uống cho nó đều, hoặc là xịt với lưỡi cho nó đều, thì chắc chắn là những người giúp cho người phụ nữ nó có là cái chất phytoestrogen. Thì tôi nghĩ là ai cũng cần cái thuốc này để tạo ra cái chất follicle như là progesterone đó. Ai người phụ nữ cũng cần thôi quý vị. Với lại cái thuốc này nó cũng giúp cho chúng ta hỗ trợ cho vấn đề mà cân lượng của chúng ta nó không có bị lên xuống bất thường, bởi vì phụ nữ khi mà hết kinh rồi sẽ bị tăng cân lắm. Cho nên chúng ta sử dụng cái này đó quý vị, các bác, các cô, các bác ấy, thì cái cân lượng nó sẽ không bị tăng. Thành ra phụ nữ là rất là quan tâm vấn đề cân lượng. Chính ra một loại thuốc này mà có thể giúp cho phụ nữ rất là nhiều, phải không ạ? Từ những cái tính tình cho đến vấn đề cái form bề ngoài làm sao mà chúng ta vừa đẹp, đặc biệt là phụ nữ luôn luôn quan trọng đến sắc đẹp. Dưỡng sinh hoàn mỹ, đúng như cái tên gọi là loại thuốc Tiflin này của công ty Princess Lifestyle. Và mọi thắc mắc order xin quý vị gọi ngay chúng tôi ở số điện thoại đang hiện ra trên màn hình trong chương trình Home Shopping của đài Leader Sài Gòn TV. Và nhớ là mua 6 lọ thuốc sẽ được tặng 1, riêng cái lọ thuốc xịt Tiflin thì quý vị mua 2 quý vị sẽ được tặng 1 trong cái chương trình ngày hôm nay. Và xin hẹn quý vị vào chương trình Home Shopping kỳ tới của Leader Sài Gòn TV cũng như là công ty Princess Lifestyle với bác sĩ Morita, Lưu Mỹ Linh và Phạm Khanh. Cảm ơn bác sĩ Morita, cảm ơn Lưu Mỹ Linh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn cô Lưu Mỹ Linh, cảm ơn Phạm Khanh. Xin kính chào quý vị.
Xin chúc quý vị luôn luôn sống vui, sống khỏe và sống trường thọ. Trân trọng kính chào.